mà sẽ chơi thủ là có thể sẽ đóng mình ở bên trong trụ khá là lâu. Chính xác, đóng. Và đặc biệt là Impact anh ta cầm cho mình quyền năng mất diệt. Nhưng đây là điều mình nói hồi nãy. Đây là phản ứng của cô ai? Câu được. Tốc biến lên làm chậm khá đáng tiếc của Meliodas. Anh ta tính tốc biến. Meliodas đang canh. Noel đang dụ. Noel phát hiện. Noel đang canh. Smithy lao lên rồi. Meliodas chuẩn bị lao lên tấn công khi sức quăng thấu hoặc người miss. Smithy và Smithy bắt buộc phải lùi ra tuyến sau. Anh ta bị dính thêm cả thiêu đốt nữa. Jensen đang khá yếu. Anh ta bị dính gần sau. Trên cuối cùng chưa có. Noel không đánh được phát cuối cùng. Quá đáng tiếc dành cho Noel. Phát đánh cuối cùng còn thiếu khoáng đã ở khu vực đường dưới. Palet cũng đang cố gắng chủ động giao tranh với phía bên kia. Cách đánh của bên phía Phong Vũ, họ biết mình mạnh ở lúc nào. Đúng là như vậy. Còn trong đó khu vực đường Danzerot liên tiếp gõ thẳng vào người của Impact. Đuổi bắt về, có thể hạ cục được Impact hay không? Chưa hạ cục được, tốc biến lên đánh vào. Erot không nằm xuống. Zerot lên cấp 4. Zerot lên cấp 4 và tình huống coi chay vẫn chưa cấp độ 6. Và Meliodas vẫn đang dụ coi chay bắt đầu đánh vào. Rồi sợi xích đã trúng, cấp ô vào, tất cả vô vào. Đó là chiến công đầu. Double bắt buộc phải chạy đi bằng bản năng của mình. Rất thông minh. Ở đây quyết định đánh hay không. Sợi xích được quăng ra, thêm nữa là thủy lô tầm nhìn phía bên kia nhắm vào người của Palet. Palet của anh bộ trúng vào người của Smithy. Meliodas bao đầu lao vào. Đây là tình huống trao đổi mạng rất nhiều đến từ cả hai. Piccolo lựa góc bắn nhưng không có. Và Phong Vũ họ chấp nhận hy sinh hai người. Nhưng lượng sát thương của Liquid vừa đủ trong pha giao tranh vừa rồi. Đánh nhau giữa Noel và Jensen. Noel anh ta đang chấp nhận là mình chơi có thêm cả nhất thống được hồi và bổ sung vào nữa. Palet đang chờ để bổ tốc biến ngay một nhưng không sao, đó là gần sao và Palet giúp cho Noel có điểm vào cùng cho mình. Rất hơi hừng của Jensen. Khoan đã, đây là tụi đánh nhau. Đây là giao tranh rất lớn, thử dụng chiêu cố của mình ra. Sau đó không bảo mọi người có chiến gì, hạ cũng được có chiến gì. Và Jensen bắt buộc phải chạy đi. Speedy cũng tương tự như vậy. Impact đang lừa góc nhưng chỉ là một gang lăng rồi thì ta không thể nào có vụ. Đường giữa cũng như vậy, liên tục những điểm hàng cục quan trọng dành cho Phong Vũ ở thời điểm rất là nhạy cảm của trận đấu. Có thể một trường hợp đó là sẽ có những tình huống Impact qua yêu máu khoan bắt. Smithy đang bị lạc lõng, bắt buộc phải biến lên chồng đầy để chấn vào. Smithy không chạy được và thêm một điểm hàng cục nữa dành cho đường giữa của Phong Vũ Popular. Dù là những con golem, những con người đá nhỏ đã che chắn nốt của quỳ thứ hai của Naun nhưng không đáp xuống. Đây là điều mình nói. Impact làm sao chạy đây, anh ta chắc chắn là bất động ở khu vực ra mà tốc biến chạy đi nhưng không thể nào thoát khỏi hai sự kìm hãm của đối phương. Dịch chuyển tới team Liquid đã có thêm người ở đây. Jensen cố gắng sử dụng chiêu cuối, anh ta cướp chiêu cuối của đối phương muốn giọng để chấm người. Zeroth đã giọng được vào rồi. Zeroth phải nằm xuống thôi. Quá đáng tiếc, một pha quá tuyệt vời của Impact và team Liquid họ bắt đầu đào sâu vào đền của Phong Vũ Polo. Naun nằm xuống và đó là màn chấm dứt. Màn chấm dứt cho Jensen. Một pha xử lý kỹ năng quá khủng khiếp của Impact. Một lúc bạn không thể đánh kiểu đó với một con nâu tí đớt kiểu này được. Đây, combo hoàn chỉnh rất hay. Thêm cả chiêu cuối nữa, ép được bản năng sát thủ. Đúng Blitz đang tựa lửa góc bắn. Anh ta bắn vào người phía bên kia đó. Meliodas coi chạy chạy đang bị Micro bắn lại. Micro có điểm mà cùng cho mình. Double ai sẽ tới đây? Ai sẽ tới để hỗ trợ cho Double đây? Đã đang có, đó là một sai lát của Jensen. Và thêm nữa là red side của Smithy đã lùi về. Meliodas đang cố gắng combo chạy về. Anh ta sẽ bị dính chiêu cuối của đối phương nhưng không sao cả, và có sự hỗ trợ tốc biến lên. Jensen chưa giữ chân được Meliodas lại. W nữa, nhất thống đang đáp vào. Meliodas sẽ sống. Quan trọng là Palet có thể sẽ bị giữ lại. Palet phải nằm xuống. Tiếp theo là Piccolo. Liquid họ đã quá khôn khéo. Xuống một lần nhưng mà không sao. Quan trọng đó là Zeroth vẫn được farm cháy máy trong khoảng thời gian vừa rồi. Jensen di chuyển trước, một con mắt đã được phát hiện thấy. Jensen lao vào, luôn. Chính xác hơn là người đồng đội của Meliodas lao vào và giữ chân được hai người. Jensen bắt một lúc ở kia. Zeroth đánh từ phía đằng sau, anh ta quăng lưỡi kiếm quá tuyệt vời, nhắm vào người của Jensen trước. Và Smithy đã hạ cũng được hỗ trợ. Zeroth bị nhốt lại bằng đại địa chấn. Meliodas lao vào để hỗ trợ cho Zeroth và anh ta làm một đối trọng đại địa chấn vào. Double Blitz đang lượng của bóng ta bật bản năng sẽ thủ bắn một người nào đấy, là sau đó anh ta chạy đi. Trong khi đó thì đồng đội của anh ta đang nằm xuống và Smithy đang phải lùi về. Một pha hai đổi ba. Nhưng những người quan trọng của Phong Vũ vẫn còn đang đứng. Tạm thời thì nó vẫn đang ở cân bằng với Impact. Rất nguy hiểm bước vào trong. Impact bước vào trong và anh ta đang bị đối phương dẫn dụ trở lại. Đây dịch chuyển và nhất thống hai bên đang được sử dụng cho. Nhưng Impact bị dính vào anh bộ. Anh ta đang cố gắng chạy đi. Và đó là nhất thống mà Silas đang sử dụng lên người của Impact. Rất nhiều thứ báo không. Gáp lăng là phải nằm xuống. Jensen đang bỏ chạy. Jensen không có giải quyết là lúc quay trở lại. Jensen rất mà anh ta làm ở đó rất chuẩn xác. W không trúng. Nhưng đó là mạng dành cho Jensen. Họ dồn áp lực ở đường giữa và lấy luôn trụ một. Đang nhắm vào người của Piccolo và biết chắc là Piccolo anh ta không thể nào thoát được. Hai pha xử lý liên tục khoan đã. Meliodas làm gì đây? Bị dính thủy lô tầm nhiệt và Meliodas nằm xuống. Noel sử dụng nghịch sao của mình và anh ta có được lượng máu của Smithy. Nhưng như đó là không đủ.
Các bạn có thể gỡ lại những gì mà trước đó Phong Vũ Lô đã bị mất, bao nhiêu máu của Jin Sen cả. Bây giờ ta có một lượng giáp được bồi vào bởi cái e của mình. Coi chơi say, coi chơi là người bị dính được sao. Và đó chính là Baron dành cho các thành viên team Liquid. Barlet đang phải bỏ chạy Noel, khá thấp máu luôn, phải chạy đi. Jin Sen giữ chân được Noel lại và hạ gục được Noel. Zeroth không bắt được ai cả, anh ta đang phải lùi. Tôi không nghĩ là Zeroth dám quay ngược trở lại đánh đâu. Đối phương làm chậm anh ta đang muốn đánh tiếp cơ. Nên muốn đánh tiếp và anh ta không... Ôi, sử dụng lưỡi kiếm tiên phong và Big Boro đang lựa góc bắn. Đây là góc mà có thể bắn được nhưng đồng đội thì quá yếu để có thể chống chịu. Virus lao lên, đang muốn hạ gục W và anh ta đã giúp cho Big Boro vào đó. Big Boro, ê, Big Boro, cẩn thận, Gong Quy đi, Gong Quy hạ gục được con chay. Nhưng Impact vẫn xử lý quá già dơ. Và triple kill cho Big Boro, nhưng Impact cũng vừa kịp. Sao đàn ta? Meldas cũng đang chờ. Đây chính là góc mà mình đang muốn đánh đây chăng? Rồi, đã có vũ trụ tóc biến lên sử dụng lưỡi kiếm. Rồi, hai người bị giữ chân lại để chấn động vào người của Impact và Catalyst. Nhưng Catalyst sử dụng bản năng để thoát đi. Barlet đang cố gắng bảo vệ người của Impact. Nhưng tất cả những người đồng đội của Barlet thì đang phải thoát khỏi chiêu cuối của Impact. Jensen bắt đầu bắt từng người còn lại. Đang đứng kẹt Piccolo cố gắng bắn nhưng bắn không nổi. Ba thành viên phong vụ bố lô chạy về. Liquid đánh giao tranh quá. Giao tranh nhờ một pha xử lý tốt của Nautilus. Trước đó Impact đã một lần nữa câu quá nhiều sát thương. Biến mất hoàn toàn, không còn cơ hội cho Phong Vũ trong ván thi đấu nữa. Liquid đang muốn kết thúc trận đấu này, kết thúc ván đấu này, ván đấu thứ hai trước Phong Vũ. Và Phong Vũ không còn bất kỳ một cách nào nữa cả. Còn họ sẽ thua trong ván thi đấu thứ hai này. Và Team Liquid dẫn trước với tỷ số 2-0. Team Liquid đã có một ván thi đấu mình nghĩ rằng nó chặt chẽ hơn ở trong ván 1. Với một cái đội hình mà họ đã chọn, một đội hình quen thuộc hơn rất là nhiều.